Chào Nhung. Chào chị. Bấy hôm nay thấy người nhỏ hẳn dí rồi đúng không? Vâng. Hôm nay chị xin phép em quay hiệu quả feedback một chút nhé. Vâng. Xin chào tất cả mọi người, chào các bạn. Ngày hôm nay thì Nguyên đang trên phòng giảm béo của Viện Thẩm mỹ Korea. Và Nguyên xin phép quay hiệu quả một bạn tên là Nhung. Bạn ấy đã tham gia liệu trình giảm béo tại Viện Thẩm mỹ Korea và đã rất là thành công. Nguyên rất là vui khi mà được bạn đồng ý cho chia sẻ với mọi người về kết quả của bạn ý. Mọi người nhìn thấy là bây giờ đang là bức ảnh của bạn Nhung ngày đầu tiên đến với Korea. Lúc đó Nhung bao nhiêu cân, Nhung còn nhớ không? Đấy, em 63 cân. 63kg và mỡ chủ yếu tập trung vào phần bụng trên, bụng dưới và hai bên eo hông đúng không? Và mọi người nhìn thấy là lúc đấy 63 cân với số đau vòng bụng tương đối lớn. Thì sau một cái thời gian làm giảm béo tại Viện Thẩm mỹ Korea khoảng tầm chừng 2 tháng thì Nhung bây giờ đã giảm được 13kg đúng không Nhung? 21cm một vòng bụng rồi. Em có thể chia sẻ với mọi người về cái kết quả của mình khi mà mình tìm hiểu này rồi mình làm, mình quá trình đào thải của mình như thế nào? Lúc đầu thì em lúc bắt đầu ấy, thì em chờ phải mất 2 tuần mới bắt đầu đào, hơn 2 tuần mới bắt đầu đào thải. Rồi đến 2 tuần đầu và em không có hiện tượng gì cả. Không, 2 tuần đầu tiên không có hiện tượng đào thải luôn. Vâng. Thì tại vì bên bạn cũng cảm thấy lo lắng đúng không? Bên mình tư vấn là khoảng 2-3 ngày đầu là bắt đầu có hiện tượng rồi. Da mỡ ấy, nhưng mà em chờ mãi 2 tuần bảo chết rồi, mình tiền toi rồi. Sao chả đến gì cả, phải đến sau 2 tuần khoảng 4-5 hôm thế tự dưng da như chả mỡ mà mỡ đen, hôi, sợ lắm luôn ý. Thế là em phải nhắn ngay cho bạn Việt. Thế là bạn ấy bảo là chị ơi, cứ bình tĩnh, đấy là hiện tượng bình thường, chúc mừng chị. Thế là lúc đấy mới yên tâm. Thế là xong rồi, cái lúc mà nó ra, tức là trong 3 tuần đầu của em ý, 2 tuần đầu, chứ 2 tuần đầu là em có giảm cân. Em giảm được hơn 2 cân. Tức là em vẫn thấy giảm cân nhưng không có hiện tượng gì. Người nhẹ nhõm, chỉ có mỗi bụng chưa nhỏ nhiều. Đấy, thế xong rồi lúc ra hết cả mỡ rồi, nhẹ hẳn luôn. Sau 2 tuần mà nó ra ào ra cái lượng mỡ nó nhiều đến như thế, lúc đấy là em mới thấy bụng em bé hẳn đi đúng không? Đúng rồi chị ạ. Đấy, quá trình làm giảm mỡ tại Viện Thẩm mỹ Korea thì cũng có những cái trường hợp khoảng 3 ngày như là tư vấn khoảng 3 ngày, 5 ngày là đã có hiện tượng đào thải. Nhưng mà cũng có những trường hợp như em khoảng 2 tuần là mới bắt đầu thấy hiện tượng đào thải. Và cái quá trình đào thải thì có thể nó diễn ra sớm hoặc muộn thôi. Còn tất cả những khách hàng của Viện Thẩm mỹ Korea ai cũng sẽ có cái kết quả tốt cả. Và ví dụ như khi mà làm như thế này, cái quá trình đến với Viện Thẩm mỹ Korea thì đến em lúc đó là em rất là hoang mang. Nhưng mà em có thể chia sẻ vì sao mà em ví dụ em tìm hiểu bạn bè hay là người thân hay là ai đó đã từng làm bên chị hôm nay thì tức là em đi tập ở gym ấy, ở phòng gym có mấy chị, hôm đấy đến thì có mấy chị ngồi túm tụm với nhau ấy, là đang ngồi xem livestream bên mình đấy, thế là em cũng xem cùng. Thế xong rồi tại vì ở đấy là có chị, có một chị là làm bên mình rồi chị, thế là chị mới mở cho các chị kia xem. Thế là em mới ngồi em hỏi chị, bảo là tốt nhất là mày theo chị là đi giảm mỡ ở Thẩm mỹ viện Korea thì 9 triệu Việt vương. Tại vì là nếu mà mày đi giảm thế thì nó về form, xong rồi mày đi tập gym để giữ form thì nó ok hơn. Chứ đi tập này nó không ăn thua mà nó dài hơi. Mà kiểu em mới sinh xong con nhỏ đấy. Em tập mấy tháng? Em tập gym được hơn 3 tháng rồi. Hơn 3 tháng tập gym. Nhưng mà có thay đổi gì không? Thấy hiệu quả mấy. Không thấy hiệu quả mấy. Cũng sốt ruột, tức là thấy các chị hình như ngày nào cũng xem sao ấy. Tại ngày nào thấy đến xem xong hôm đấy mới tò mò quá, bảo em xem em với, em cái gì đấy. Xong từ đó lúc ấy mới bắt đầu tìm hiểu đúng không? Vâng. Nhiều ca em bảo là chém gió sao mà giảm được siêu đấy. bản thân như Nhung bây giờ ấy mà giảm tới 13kg thì bản thân chị cảm thấy là Nhung vẫn còn căng, chưa định hình được là mình tại sao mình có thể giảm được nhiều đến như thế đúng không? Thật ra em thấy quá nhanh ấy, tại bình thường người ta giảm 1 cân đã khó rồi, đây 13 cân mà em là hơn 2 tháng mới tính. 2 tháng một tuần hơn 2 tháng. Và cái quá trình làm như thế là cứ giảm cân đều đều, 2 tuần đầu tiên giảm hơn 2 cân, xong đến tuần thứ 3 bắt đầu giảm nhiều hơn nữa. Và cứ đều như vậy và cứ tiếp tục giảm đến bây giờ thì sau khoảng 2 tháng làm dịch vụ thôi mà mình đã giảm được 13 cân. Và bây giờ chị nghĩ là em cũng không cần phải giảm thêm nữa và bây giờ cảm thấy tự tin chưa? Tự tin hẳn chưa? Bây giờ em mặc đồ thoải mái, bây giờ em mặc size XS với S. Ngày trước là cứ lờ. Mà ngày trước thì chị thấy là Nhung toàn mặc đồ free size, cái hôm đến đây cũng thế, toàn mặc đồ free size hơi rộng đúng không? Trông lúc nặng như chửa. Đến bây giờ thì cảm thấy là tự tin và cảm thấy eo hơn rất nhiều rồi. Vâng. Khi mà làm như thế thì bạn bè, người thân hay gia đình em có những cái nhận ra cái sự thay đổi của em không? Có, mọi người hỏi thăm nhiều ạ, bảo có người thì
có những người cá biệt là tưởng là em bị trầm cảm, không ăn uống gì sau sinh gầy, nhưng mà không phải đâu. Còn mẹ em thì lúc đầu mẹ cho em giảm cân bằng trái thì mẹ em bị ngất đấy, cho mẹ không cho giảm nữa. Thế là về sau này đến lúc em mà em đi đến thẩm mỹ viện mình tư vấn xong rồi nộp tiền luôn, xong rồi để hẹn ngày để làm này, mẹ không nói mẹ em đấy, tại vì nói là sợ bà sót tiền. Bây giờ có hiệu quả rồi thì mới dám nói. Thế là bà cái lưỡi xong rồi gần đầu ạ. Đấy, bây giờ hiệu quả rồi bà mới ok đúng không? Cảm ơn em rất là nhiều ngày hôm nay các bạn đã đang hỗ trợ cho em chạy máy. Thì em cứ về duy trì và nhớ về đi tập gym để duy trì chăm sóc nhá. Giữ được phong dáng như này là tốt lắm rồi. Cảm ơn chị.